Xin chào bạn Ken. Con chào các bạn đi. Các bạn, hôm nay bạn Ken có bộ đồ chơi làm bếp nha. Wow, có rất là nhiều dụng cụ luôn nè. Bây giờ bạn Ken sẽ mở ra cho chúng ta xem nha. Đây, mở ra bên này con. Rồi, bây giờ bạn Ken sẽ mở bộ đồ chơi làm bếp ra cho chúng ta xem nha. Wow, có cái gì đây ta? Đây, để lên hộp con. Đây, lên hộp cho bạn xem. Wow. Rồi bạn Ken mở ra cho các bạn xem nhé. Đây các bạn ơi, một cái bếp. Đây, bếp nấu ăn nha. Đây, một bếp nấu ăn. Và rồi để cái chảo lên. Rồi con bấm nút thử coi. Wow. Bấm nút nó có đèn luôn nè các bạn. Hay ghê không? Rồi. Nó cơm sôi luôn. Wow, hay dữ rồi ta. À, còn cái này là gì ạ bạn Ken? À, một cái máy xay sinh tố nè các bạn ơi. Đây, một máy xay sinh tố để gần nhau luôn. À, một cái đó một cái gì nữa hả? Đâu, bấm chỗ nào đâu? À, bấm chỗ đó nước đó nó kêu quá hả? Rồi để chung lên luôn. Rồi để chung bên đây nha. Đây còn cái gì nữa ta? À, một cái máy nướng nè các bạn ơi. Đây là một cái máy nướng bánh mì nha. Đây chỉ cho các bạn nè. Hai bánh mì. À, có hai cái bánh mì luôn hả? Đây, máy nướng mì có hai bánh mì luôn nè các bạn ơi. Rồi bây giờ mình cùng nhau chơi cái bộ đồ chơi làm bếp này với bạn Ken nha. Hôm nay bạn Ken sẽ làm gì ta? Làm thợ nấu ăn hả? Con để lên đây nè, con để lên đây các bạn mới thấy lận. Rồi để lên đó các bạn mới thấy được. Rồi bây giờ ba sẽ mình xếp lại xong rồi ba sẽ là người đi mua đồ ăn nha. Ba đang mua đồ ăn kia còn bán cho ba nha. Đây. Đúng vậy. À ba hả? Rồi bây giờ cho ba hả một ly nước cam trước đi. Ly nước cam nha, nước sinh tố á, sinh tố cam á. Rồi có bấm mạnh vô. Rồi đây rồi. Nữa hả? Rồi đây các bạn ơi, một ly sinh tố cam rồi ba uống nha. À ngon quá. Chú Ken ơi, giờ cho cái bánh mì đi. Nướng cho cái bánh mì đi. Đói bụng rồi. Nè con cầm cái ly cho ba đi. Rồi. Đây ba chỉ cho nướng bánh mì nha. Đây các bạn, cái máy bánh mì này các bạn đè bên đây nè, đó cho nó xuống đó, xong rồi bấm nút lên chủ Ken ơi. Bấm nút mình lên cho bánh mì nó chín. Bánh mì chín chưa? Rồi con bấm nút đi. Bấm nút đó. Rồi bấm mạnh lên. Wow, trời ơi, rớt cái bánh mì đó luôn rồi. Rồi cái máy này mạnh dữ à. Rồi đây các bạn ơi. Chơi lại hả? Rồi bấm nhanh. Chưa chín ha, rồi bấm nhẹ nhẹ thôi nha. Rồi đè xuống. Để bên đây nè, con đè bên đây. Đó, rồi. Bấm nhẹ nhẹ thôi nghe, chừng rớt bánh mì đó. Rồi bấm đi. Ui, rồi rớt một cái nữa rồi. Cái bánh mì kia dơ rồi ăn không có được nha. Rớt là ăn không có được đó. À rồi, vậy cái chưa, vậy ăn cái này nghe. Rồi ba ăn cái này. Ngon quá tạ ơi. Rồi bây giờ anh chủ Ken ơi, cho ly sinh tố dâu đi nè, máy xay sinh tố nè, bây giờ cho ly sinh tố dâu đi. Rồi bỏ dâu vô nha, bỏ dâu vô rồi xay nha. Rồi bỏ dâu vô rồi xay, đóng nắp lại, xay cho nó nhuyễn nha. Bỏ một chút đường nữa nha em chủ Ken. Bỏ đường vô nữa nha. Rồi được rồi chú Ken, đừng có xay nhuyễn quá. Nhuyễn quá là ăn nó không có ngon đâu. Rồi bây giờ cho ly sinh tố dâu nha. Mới ăn bánh mì xong rồi giờ mình sẽ uống sinh tố dâu nha các bạn. Vậy sinh tố dâu đây. Rồi đây. À các bạn ơi, sinh tố dâu bạn Ken làm ngon quá, ngọt quá. Am chú Ken ơi. Bây giờ thèm trứng ốp la quá. Bây giờ làm cho cái trứng ốp la đi. Bỏ lên chảo chiên cho cái trứng ốp la nha.
Rồi bây giờ bạn Ken sẽ làm một cái chảo chiên trứng ốp la nha các bạn. Nào lấy cái xỉa ra hả? Rồi bật bếp lên chiên cho cái trứng ốp la đi Vũ Ken ơi. Rồi bỏ trứng vô hả? Rồi bật lửa lên đi. Rồi đóng cái nắp lại các bạn ơi. Cái bếp ở dưới nó có đồ nướng nữa, chứa đồ luôn. Ê coi chừng nó đỏ thì Vũ Ken ơi. Ơi. Ủa bắt lộn bên rồi. Cái đó là bên nồi cơm mà. Ờ à, đúng rồi. Cái chảo là bên đây đúng rồi nè. Cái chảo bên đây nè. Ủa này cái này mà. Ủa vậy hả? Còn cái nút này. Nút này là nút gì? À hai nút giống nhau luôn hả? Rồi chiên trứng đi cho để nó khét á. Chiên trứng đi. Cái xỉa đâu? Ừ lấy cái xỉa chiên trứng cho để nó khét á các bạn ơi. Mình ăn trứng xong rồi hồi chín rồi, chín chưa? Nấu lần nữa hả? Chưa chín hả? Ôi lửa gì yếu chứ mà nấu hồi nãy giờ chưa chín. À vậy hả? Nấu như ông già hả? Ông già đó hả? Đây các bạn mà kia nói nấu như cái chú nè, cái chú trong hình á, cái chú đầu bếp đó, chứ không phải ông già biết không? Rồi chín chưa? Rồi đem trứng lại cho tôi ăn đi chủ Ken ơi. Đây, đây coi ngon ta. Đây một trứng ốp la. Wow, trứng ốp la này béo quá ta ơi. Và wow, chưa no nữa chủ Ken ơi, giờ nấu cơm đi. Nấu cơm cho ăn cơm đi. À khoan, cái này là giống nồi canh quá ta. Rồi vậy cho một chén canh nữa đi, cho húp một chén canh đi chủ Ken ơi. Cho hấp chén canh nha. Bỏ trứng thì bỏ nước. Bỏ trứng với bỏ nước vô nấu canh hả? Thôi con nấu canh gì kỳ vậy. Bỏ rau vô. Bỏ rau với bỏ thịt vô nấu canh. Con nấu canh bên cái nồi này nè. Cái nồi bên đây nè. Cái chảo mà. Cái chảo mình chiên cá với chiên trứng. Còn canh làm nấu bên cái nồi này nè. Đó. Ủa này bỏ bóng hả? Thì mình giả bộ mình tưởng tượng á biết không, chứ mà phải nấu canh trong cái nồi chứ mình đâu được nấu canh trong cái chảo đâu biết không. Ờ con nấu trong cái chảo luôn hả? Con nấu trong cái chảo đâu có ngon đâu. Không có ngon. Không có ngon. Con nấu vậy là khách hàng ta chạy hết á biết không. Rồi vậy chín chưa? Trời nấu gì đâu mà nãy giờ lâu dữ ạ. À? À, giờ nấu canh bằng chảo luôn, không chịu nấu canh bằng nồi. Các bạn ơi biết sao không? Các bạn cái nồi này bạn Ken gỡ ra không có được nè. Nó chỉ để trang trí thôi à, không có gỡ ra được. Nên bạn Ken không có thích nấu, bạn Ken thích nấu cái chảo hơn. Cái chảo gỡ ra được. Rồi chín chưa? Lẹ đi trời, đói bụng quá lẹ đi về nè. Về còn hả? Ăn no rồi về nhà nghỉ ngơi tập thể dục nữa chủ Ken ơi. Lẹ nha. Rồi đây gắn cái muỗng vô cho. Gắn cái gì ướp cà. Rồi gắn cái muỗng vô rồi. Rồi chín rồi hả? Rồi các bạn ơi, bạn Ken nấu chín rồi. Bây giờ húp canh xong về húp bằng cái chảo luôn nè. Wow, ngon quá. Rồi em chủ Ken, mấy ba em chủ Ken về nha. Có tính tiền không? Nhiêu tiền? Rồi trả tiền đây. Rồi trả tiền cho Ken á. Rồi mấy ba em chủ Ken nha. Rồi mấy ba em chủ Ken, em chủ Ken chào các bạn đi. Mấy ba. Ê các bạn ơi, bây giờ bạn Kiệt sẽ pha thử màu hồng nha. Hôm nay mình sẽ cùng bạn Kiệt sơn cái nhà này nè. Rồi bây giờ mình sẽ đổ màu đỏ vô. Màu hồng là mình pha màu đỏ với màu trắng nha. Đây bây giờ bạn Kiệt sẽ đổ màu trắng vô kia, mình pha thành màu hồng nha các bạn. Rồi mình lấy cái cọ mình quậy thử cho bạn Kiệt ơi. Quậy cho nó lên coi màu hồng chưa. Wow, màu hồng lên nè các bạn ơi. Đó, màu hồng đẹp quá. Rồi bây giờ mình sẽ pha thêm một cái màu tím nha các bạn. Mình có quá trời màu rồi, mình thiếu màu hồng với màu tím thôi. Rồi bây giờ mình sẽ pha thêm màu tím nữa. Giờ mình chế
Rồi mình sẽ pha màu tím nha các bạn. Rồi quậy lên thử coi ra màu tím không anh Kiệt. Wow. Ủa, màu tím nè. Rồi nó sắp ra màu tím rồi các bạn ơi. Đây, màu xanh nước biển với màu đỏ hoặc màu hồng nó sẽ ra màu tím nha các bạn. Màu đỏ thì mình sẽ ra. Ơi đẹp quá. Đây mình sơn cái mặt trước của máy bay này nữa là xong rồi nha các bạn. Đây cho các bạn đi ngắm một vòng nha. Đẹp quá đi. Wow. Rồi một hồi mình sẽ qua mình sơn căn nhà bên kia nha. Ôi bây giờ sẽ ịn màu đỏ nha các bạn. Bàn tay màu đỏ nè. Rồi đóng dấu lên đi bạn Kiệt ơi, đóng mộc lên. Đây đóng mộc của chủ nhân Kiệt. Wow đẹp lắm bên kia luôn. Rồi hai bàn tay rồi các bạn ơi. Và bây giờ sẽ qua đóng cái nhà này nghe. Cái nhà này mình đóng mà. Màu gì đây? Màu gì đây? Rồi màu hồng mình sẽ vẽ màu vàng lên nha. Đây, đây cái cỏ lớn nè bạn. Ồ, cái cỏ bự luôn, quét màu vàng lên rồi nó leo. Trời kệ mình chơi 7 màu luôn. Để trộn 7 màu luôn các bạn ơi. Làm chơi chấm 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 lên đi. Chấm hết màu lên luôn. Đi màu xanh lá cây với màu đỏ với màu tím luôn nha. Trời ơi, nhiều màu quá. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Rồi chấm thử đi, chấm cửa sổ nha. Trời không có hết bàn tay kìa bạn Kiệt ơi, đâu đẹp đâu. Thiếu màu rồi. Và các bạn ơi, màu này nó không ịnh vô, không ịnh thẳng vô. Thêm màu đi, thêm màu đi. Thêm màu vô. À, thôi thêm cái đó màu hồng hả? Hết màu vàng luôn, lấy hết màu xanh lá cây đi. Ừ, màu xanh lá cây đẹp kìa. Nguyên bàn tay màu xanh lá cây luôn. Đó rồi, ảnh vô. Rồi, đó cái sơn này các bạn ơi, ảnh nên thử nha. Ừ, dính lợi đi. Dính lợi mới ảnh được, để nó mềm quá. Wow. Rồi, bây giờ mình sẽ ảnh màu trắng nha. Lấy màu trắng đi bạn Kiệt ơi. Rồi mình sẽ lấy một cái hũ sơn màu trắng mình đổ ở đây đi. Ờ hết rồi hả? Thôi lấy cái cọ quẹt ra đi bạn Kiệt ơi. Lấy cái cọ này các bạn ơi. Rồi lấy cọ đó quẹt luôn nha. Rồi ịnh vô bằng tay nhiều nhiều lên. Sơn vô tay mới cầm mát nha các bạn. Đóng dấu đây, đóng dấu vô cái cửa sổ này đây. Wow. Trời ơi, đẹp quá các bạn ơi. Đây các bạn ơi, như vậy là cái video clip bạn Kiệt sơn hai cái ngôi nhà nha. Đây, ngôi nhà xe lửa cầu vồng. Đẹp quá.
Dạ, một bye bye đến đây là hết rồi. Hẹn các bạn giao lưu sau nghe. Bye bye.